Chào mừng quý anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo trên kênh Thần Số Gieo Hạt của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn sẽ có những giây phút thư giãn thật sự vui vẻ và hy vọng rằng với nội dung ngày hôm nay, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm được thật nhiều những cái thông tin hữu ích. Và trong nội dung chính của video ngày hôm nay, xin mời quý anh chị và các bạn chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nội dung như sau. Quý vị thân mến, trong cái video này thì chúng ta sẽ cùng đến với lịch ngày tốt xấu trong tháng 9 của năm 2020 theo lịch âm. Ở đây tháng 9 đây là tháng thiếu. Thì chúng ta xem ở trên màn hình. Đây là lịch âm. Âm lịch bắt đầu từ ngày mùng 1 cho đến ngày 29. Còn bên này tương đương với đấy là cái dương lịch. Ngày mùng 1 tháng 9 âm thì là vô ngày 17 tháng 10 dương lịch và vào thứ Bảy. Đấy, ngày đó là ngày Quý Tỵ này. Và kết luận ngày đó là ngày bình thường. Ở trong này thì có đối với tháng 9 năm 2020 âm lịch thì có các ngày tốt được bôi đỏ ở đây. Như ngày mùng 5, mùng 6, ngày mùng 9, ngày 11, ngày 12. Là các cái ngày mà bôi màu đỏ đấy là ngày tốt. Rồi ngày 20, ngày 24 thì có cái ngày tốt là như thế. Là có 7 ngày tốt trong cái tháng này. Còn lại là ngày sát chủ, ngày tam nương là các cái ngày xấu thì chúng ta sẽ không đụng vào các cái ngày đấy. Mỗi tháng thì tháng nào cũng có 6 ngày tam nương và các ngày sát chủ là khác nhau. Cứ trong tháng này có ngày mùng 2 là ngày sát chủ này, ngày 14 là ngày sát chủ này. Rồi ngày 26 là ngày sát chủ. Và ngoài các ngày đó ra thì còn có cái ngày một số các cái ngày xấu khác nữa thì chúng ta cũng không cần phải để ý nhiều đến các cái ngày này. Chúng ta chỉ cần chú ý đến các cái ngày mà có cái lịch màu đỏ như thế này không. Thì chúng ta xem là đối với cái những ngày như thế này có phù hợp với cái tuổi của mình hay không được thôi. Đấy, ví dụ đấy là ngày Mậu Tuất rồi ngày Đinh Dậu. Thì những ngày này có hợp với tuổi của chúng ta hay không? Để chúng ta lựa chọn cho nó phù hợp. Đấy. Tôi quay lại rất từ từ để mọi người xem qua xem lại một lần nữa nhé. Đây, những ngày này là ngày tốt này. Thì chúng ta cần để ý đến các cái ngày tốt trong tháng này để chúng ta lựa chọn thôi. Đấy, các cái lịch, những cái ngày màu đỏ chúng ta chú ý vào những cái chữ màu đỏ đấy. Đấy. Và quý vị thân mến, thì như vậy là chúng tôi đã chia sẻ với quý anh chị và các bạn là cái lịch ngày tốt xấu trong tháng 9 của năm 2020 theo âm lịch. Thì trong này có một số các ngày tốt, ngày xấu ở trên bảng mà chúng tôi đã thống kê lại ở trên này rồi. Vì thì cũng rất mong rằng là với cái thông tin này sẽ cung cấp cho quý anh chị và các bạn được rất nhiều có cái sự lựa chọn trong việc mà chọn ngày tốt phù hợp với mệnh của mình để chúng ta khai trương động thổ hoặc xây dựng nhà cửa vân vân, cưới gả. Và chúc quý anh chị và các bạn sẽ lựa chọn được cái ngày phù hợp với tuổi của mình và gặp được nhiều may mắn trong tháng 9 âm lịch của năm 2020. Xin được cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc gì, xin quý anh chị hãy ghi rõ rồi để lại lời bình luận bên dưới của video. Ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong thời gian sớm nhất. Nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Thần Số Gieo Hạt hoặc những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông bên dưới của chương trình để không bỏ lỡ những video hay nhất và mới nhất từ ban biên tập. Chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi. Xin chào.